Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem video của mình. Video hôm nay sẽ là video đầu tiên của chuỗi series Đọc tất cả mọi thứ. Tại sao lại là đọc tất cả mọi thứ? Video này mình muốn chia sẻ với các bạn những điều mà mình cho là hay nè, những thứ mà đúc kết được khi mà mình đọc sách cũng như từ chính kinh nghiệm cuộc sống của mình. Nếu như các bạn thích video này thì hãy like và subscribe kênh của mình nhé. Trong phần đầu tiên của series này, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về ngôn ngữ của bàn tay trong những cuộc giao tiếp, và đặc biệt đó là trong những buổi đối thoại hoặc là những buổi thương thuyết. Thì ngoài chuyện ngôn ngữ lời nói ra thì ngôn ngữ cơ thể cũng rất là quan trọng. Mà trong những cái cuộc thương lượng á thì đa số chúng ta sẽ ngồi, đúng không? Thì cái phần trên, cái phần hiện ra rõ nhất đó là bàn tay, nên là mình sẽ dựa vào cái bàn tay của đối phương để chúng ta có thể đoán được một phần nào đó ý nghĩ, và mình cũng có thể đưa ra những cái quyết định đúng đắn và sáng suốt. Đầu tiên đó là bàn tay thường dùng để làm gì. Trong cái thời mà còn đi học á thì cái phần mà có ít nhất của bàn tay đó là như thế này. Đó, mình sẽ giơ cao như thế này. Dạ thưa cô, em muốn phát biểu. Dạ thưa cô, em có ý kiến này kiến kia, đúng không? Thì cái đầu tiên đó là bàn tay được dùng để phát biểu, nhất là trong những cuộc đàm thoại, những cuộc họp á. Thì cách tốt nhất để không ngắt lời những người khác mà chúng ta vẫn có thể nêu lên được ý kiến của mình, một dấu hiệu đó là tôi muốn có ý kiến, đó là chúng ta giơ tay như thế này. Trên cái bàn là việc như thế này, đúng không? Thì mình sẽ giơ tay như thế này. Thì đối phương cũng như mọi người sẽ hiểu được là bạn có ý kiến về cái vấn đề đó và sẽ mời bạn phát biểu. Trong một cái buổi diễn thuyết mà mình là người diễn thuyết hoặc là mình thấy đối phương đang diễn thuyết, thì chúng ta có thể thấy nếu đối phương đưa ra hai lựa chọn, ví dụ như tôi thích ăn bánh hơn nhưng tôi cũng có thể thích ăn kẹo hơn đó, thì thường thường trong những tình huống như vậy, cái sự lựa chọn đầu tiên sẽ được đưa ra bởi tay thuận. Nếu như tay thuận của bạn là tay phải thì sự lựa chọn đầu tiên sẽ là tay phải, và nếu như tay thuận là tay trái thì sự lựa chọn đầu tiên sẽ là tay trái. Hoặc là một tình huống nữa đó là nếu như các bạn đang đưa ra hai ý kiến, một cái đó là đồng ý và một cái là phản đối, thì thường thường theo những cái mà thói quen hành vi của não bộ thì những cái ý kiến đồng ý sẽ được đưa bằng tay thuận và những cái ý kiến trái chiều sẽ đưa bằng tay trái. Ví dụ như thế này, khi mà bạn giới thiệu với ba mẹ bạn người yêu của mình á, ba mẹ bạn nói như thế này: ba thấy là cậu con trai đó còn hơi trẻ con, không biết có hợp tính của con không, nhưng mà nếu như con thích thì cũng được, ba mẹ sẽ chiều ý con. Đó, các bạn để đi cái tay này nè, chính cái tay này chính là ý kiến trái chiều, cái phần mà ý kiến ngược lại của ba mẹ mình, nhưng mà ba mẹ mình không muốn nói ra tại vì sợ mình sẽ buồn á, thì mình sẽ dựa vào đây để mình đưa ra một cái phán đoán và một cái kết luận nào đó, là ba mẹ mình có thích hay không chẳng hạn như vậy. Biểu hiện tiếp theo của bàn tay đó là xoay hai bàn tay lại với nhau như thế này nè, các bạn có thấy quen không? Ví dụ như trong những cuộc gặp gỡ hoặc là lần đầu tiên chúng ta hẹn gặp gỡ người yêu chẳng hạn, một cuộc hẹn hò đầu tiên xong, trời ơi không biết là cô ấy hôm nay như thế nào, cô ấy có đẹp không, đẹp giống trên hình trong Facebook không ta, mà lỡ đẹp hơn thì có chắc lẽ là mình hơi lắm đó. Thì nó là biểu hiện của sự phấn khích, một sự mong đợi nhất định. Mà khi mà mình, ví dụ như mình đi hẹn gặp đi, xong mình thấy đối phương thì sẽ như thế này, xong rồi mình cảm thấy chắc là anh ấy mong đợi mình lắm, không biết là mình có đủ đẹp để làm anh ấy không bị bất ngờ, hoặc là không biết hình trên Facebook của mình có photoshop quá đà hay không. Nhưng mà ở trong một số cuộc thương thuyết thì sẽ dựa vào cả tốc độ xoay nhanh hay xoay chậm của bàn tay mà chúng ta có thể đánh giá được là lợi ích là của phe mình hoặc là phe đối phương. Nếu như mình thấy đối phương xoay nhanh như thế này đó, thì đa số, mình chỉ nói là đa số thôi nha, thì sẽ là lợi ích sẽ thuộc về bên của mình. Ví dụ như các bạn đi mua một căn nhà đi, các bạn nhờ một bên môi giới để mua bán cái căn nhà đó, đúng không? Các bạn mua trúng cái căn nhà đó, sao các bạn thấy bên môi giới như thế này: anh chị ơi, chúc mừng anh chị nhé, chúc mừng anh chị đã được một món hời lớn. Thì mình nghĩ là các bạn có thể yên tâm 80% đó là một căn nhà tốt, là một món hời thật sự ấy. Nhưng mà nếu như các bạn thấy đối phương như thế này: chúc mừng anh chị nhé, đó là một căn nhà rất thật sự, rất là hời á, nó như thế này, ABC, X, Y, Z. Thì không như vậy thì mình là người mua, mình sẽ tự hỏi là không biết là mình có bị lỗ không ta, mình có bị lừa gạt một cái phương vụ nào đó không, nên là khả năng á, lúc đó mình sẽ rút lại, mình sẽ kêu chị ơi chờ em chút, em chưa có tiền, em sẽ suy nghĩ lại. Nên là trong những cuộc thương thuyết á, thì cho dù các bạn, cái món hời của các bạn là ít hay nhiều, đúng không, buôn bán thì đương nhiên làm ăn thì phải có lời, nhưng mà cho dù là ít hay nhiều thì các bạn cũng phải kiểm soát cái ánh mắt và cả những cái hành động tay chân của mình nữa. Nhiều khi lời nói của mình nó không thể hiện ra, nhưng mà một số người, người ta sẽ dựa vào ánh mắt này và tay chân, những cái hành động xung quanh của mình để người ta đánh giá xem là cái mức độ mà lời các bạn được là bao nhiêu, hoặc là trong cái
phi vụ này á thì người ta được lợi nhiều hay không. Mình nghĩ là các bạn đã không có sai lạ gì với cái hành động này đúng không? Nè đó 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 đó. Ví dụ như mà các cô người yêu lo lao sẽ anh ơi đó 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 đó, có sao mới nè, có tướng mới nè đó, thì nó chính là biểu hiện của việc ý nghĩa về chuyện tiền bạc. Đối với những cái hành động như vậy này, đó 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 đó, anh ơi anh ơi đó, thì trong cuộc sống bình thường nó là một hành động đáng yêu này, có vẻ dễ thương. Hoặc là khi bạn ưng mẹ ơi đó, tháng này con chưa có nè, thì bạn cũng sẽ hiểu là tháng này chưa gửi tiền cho nó đâu, thôi đi gửi tiền đó. Nhưng mà trong những cuộc thương thuyết thì mình nghĩ là các bạn nên tránh những cái hành động như vậy, tại vì nó sẽ gợi lên cho khách hàng những cái ý nghĩ về tiêu cực. Ví dụ như mà các bạn chơi ra vậy cho các bạn làm gì thì nhìn nó rất là vô nghĩa đúng không? Nhưng mà thường thường khi mà làm cái hành động này thì nó sẽ kèm theo những cái biểu cảm rất là ham muốn tiền bạc đó, nên là sẽ gợi cho khách hàng những cái ý nghĩ tiêu cực về tiền bạc. Nó sẽ làm cho khách hàng của mình có một cái ấn tượng không tốt nữa, nên là mình nghĩ các bạn nên kiềm chế bản thân một chút, xong rồi những cái tình huống đó mình nên khép tay lại, cất tay ra sau lưng là tốt nhất. Nhiều lúc trong những cuộc hẹn hò thì các bạn sẽ thấy bạn gái hoặc là đối phương của mình làm như thế này, tay siết lại như thế này đó, xong rồi để lên bàn như thế này, xong đặt cầm lên đó như thế này, thì có nghĩa là cô bạn gái ấy là một người biết lắng nghe, và cũng cô bạn ấy không phải là cô bạn ấy mà là thường thường á, cái hành động này nè đó thì đa số sẽ là nữ giới sẽ làm nó, và nó là biểu hiện cho cái sự đang lắng nghe. Tôi đang nghe câu chuyện của anh rất hấp dẫn nè, nói tiếp đi, tôi đang nghe nè. Nhưng mà trong một số trường hợp khác, nhất là trong những cuộc thương thuyết, thì nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Mình sẽ nói về vị trí khi mà đặt tay ở từng bộ phận từ dưới lên nha. Nếu như mà mình chắp tay như vậy, xong rồi mình để ở giữa bụng á, ở trước bụng á, thì có nghĩa là mình cũng khá đồng ý với cái cuộc thương thuyết này rồi, và chúng ta có thể dễ dàng đi tới cái kết luận, đi tới ký kết giữa hai bên. Nhưng mà nếu khi mà các bạn ngồi xong rồi các bạn chắp tay như vậy, các bạn để trên bàn như vậy đó, xong các bạn ngồi nghe, thì chính mình cũng đang thể hiện một cái thái độ, đó là mình đang bâng khuâng và băn khoăn, hoặc là chính đối phương của mình cũng đang như vậy, không biết là mình có nên ký không ta, mình đang nghe nè đó, mình đang suy nghĩ. Tay thì chắp như vậy thôi, tỏ ra là đang nghe, nhưng mà thực chất là đầu óc đang ở một nơi đó, là đang suy nghĩ là cái cuộc thương thuyết này có nên ký kết hay không, và nó có lợi cho mình hay không. Và nếu như các bạn thấy đối phương của mình đang ngồi yên như thế này, xong rồi lấy tay xiết như thế này đó, thì nó chính là đa số mình nghĩ nó là biểu hiện của sự thất vọng, sự mong chờ. Ví dụ như họ nghĩ là cái giá mà mình thầu nó là như vậy, nhưng mà họ thấy đối phương lại đưa ra một cái giá đề nghị thầu tốt hơn, thì họ sẽ như thế này, họ thất vọng. Và có một số người sẽ không bày tỏ ra cái vẻ thất vọng nó trên mặt, nhưng một số người sẽ có cộng thêm đó, họ thất vọng và họ cố tình mong chờ một cái thỏa thuận, một cái điều nào đó tốt hơn. Mình sẽ xếp thứ tự nha, cái mức độ đó là từ dưới bụng lên tới trên bàn, hoặc là đặt lên trước mặt như thế này, thì từ thấp tới cao, cái mức độ mà khó thuyết phục khách hàng của bạn sẽ tăng lên. Khi khách hàng đặt tay càng cao á, thì cái mức độ giao dịch nó thành công càng thấp, bởi vì họ đang suy nghĩ rất là nhiều và họ cũng đang bày tỏ cái thái độ bâng khuâng, lo lắng và hơi thất vọng về cái cuộc giao dịch này. Nhưng mà các bạn đừng lo, mọi thứ đều có cách hóa giải, đó là khi mà mình bắt được cái điểm đó rồi á, thì mình có thể giúp khách hàng cởi mở lòng hơn, đó là gỡ cái tay này ra nè. Bằng cách nào? Mình sẽ đưa cho họ một cái ly nước, hoặc là nghỉ giữa giờ một miếng bánh chẳng hạn. Nói chung là bằng một cách nào đó mình sẽ giúp họ tháo cái tay ra. Và nếu như mà các bạn tin ý, các bạn biết được là khách hàng đang thất vọng về vấn đề gì hoặc lo lắng về vấn đề gì, thì khi họ cởi mở ra một chút rồi, họ tháo cái tay ra rồi á, thì mình hãy bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ, mình giải thích với họ, mình cắt nghĩa từng phần ra, mình dỡ từng lớp ra, thì có thể cái cuộc thương thuyết này nó sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Một ngôn ngữ nữa của đôi tay mà các bạn sẽ hay thấy đó là chắp tay như thế này hoặc là như thế này. Nói chung mình sẽ gọi cái kiểu này gọi là chắp tay hình tháp chuông nha. Thì các bạn có thấy là nó hơi giống khi mà mình hay thấy như thế này đó. Đó là khi lúc mọi người đang cầu nguyện cho năm sau con sẽ có người yêu, cầu nguyện cho năm sau con sẽ có người yêu. Hoặc là khi chúng ta gặp gỡ cấp trên, chúng ta sẽ hay thấy cấp trên ngồi như thế này đó, xong rồi ngã lưng ra sau một chút, xong rồi ngồi đó, thể hiện cái uy quyền của người ở cấp trên đối với người cấp dưới. Ví dụ như khi các bạn muốn tạo niềm tin và thuyết phục đối phương tin vào mình, thì các bạn nên hạn chế những động tác như vậy. Khi mà mình ngồi trên bàn đàm phán, mình nên hạn chế những cái động tác như vậy đó, tại vì nó sẽ thể hiện cái thái độ
hơi tự tin và ngạo mạn một chút, đối phương sẽ nghĩ mình là rất là tự tin, rất là... Nhưng mà trong một số tình huống lúc đàm phán, các bạn muốn thể hiện mình là người kèo trên, mình muốn thể hiện cái sự tự tin của mình á, thì mình sẽ sử dụng cái động tác này, mình sẽ để như thế này đó. Hoặc là nếu như chúng ta có một ghế dựa thì mình sẽ dựa ra xa một chút, sau đó ngồi như thế này và lắng nghe thôi đó. Thì mình sẽ thể hiện được cái đó gọi là cái khí thế áp đảo của mình lên đối phương. Nhưng mà trong một số trường hợp khác, đó là các bạn muốn thể hiện mình đang lắng nghe chứ không phải là ngạo mạn hay là gì hết, thì mình cũng dùng cái động tác này. Mình sẽ đặt nó ở dưới bụng á, đó, mình cũng để tay như vậy, nhưng mà mình sẽ đặt nó trên gối hoặc là đặt ở dưới bụng, thì nó là dấu hiệu cho thấy đối phương đang lắng nghe. Và đối phương đang muốn thể hiện là đối phương muốn mình sẽ là người nghe nhiều hơn nói. Ngoài ngôn ngữ bằng lời nói ra thì chính là cái ở hình thể của các bạn cũng là một phần thể hiện coi là tâm ý của các bạn đang muốn gì. Nhiều lúc nó thể hiện cả cái hành vi và cái thái độ của các bạn đối với một sự vật, sự việc nào đó. Nên là việc chúng ta tập kiểm soát bàn tay và chúng ta hiểu rõ về nó hơn á, thì cũng sẽ giúp mình có một phần lợi thế nào đó trong cuộc sống, để chúng ta có thể hiểu rõ được mọi người xung quanh của chúng ta đang nghĩ gì. Và đặc biệt là trong những cuộc thương lượng đàm phán thì chúng ta có thể sử dụng cái cách mà chúng ta nhìn cái bàn tay đó để chúng ta có thể đánh giá được đối phương. Và những cái tình huống mà nhất định thì mình có thể đưa ra những cái quyết định thật là sáng suốt. Phần 1 mình nghĩ là như vậy cũng đã khá dài rồi, nên là mình xin dừng tại đây nha. Nếu như các bạn thích video này của mình cũng như thích cái series này của mình thì hãy like và bình luận dưới đây để cho mình biết, thì chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều là những thứ rất là quý giá để cho kênh của mình ngày càng có thể phát triển nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn. À, mình xin nói thêm một chút, đó là video này chỉ là dựa trên những gì mình đã được học, được đọc và dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn của mình, nên là có nhiều cái các bạn sẽ có thể thấy nó không đúng đối với tình huống của các bạn, nhưng mà nó là đúng với tình huống của mình, nên là các bạn cứ thẳng thắn bình luận ở dưới đây để chúng ta cùng nhau góp ý và sửa đổi nhiều hơn nghe.